Bạn cái này chứ. Ở đồng chí Tân bên kia về chưa? Em về rồi. Đồng muốn gì? Thích đánh ai đánh được. Muốn hai. Thì là làm sao mà đi vào chị ký. Thế siêu đúng không? 60. Kìa xe máy kìa. Xe ô tô nó chạy kìa ở phía dưới cơ mà. À có không không phải đánh trước chứ. Ôi phải bay kìa, phải bay phản dù kìa. Không kìa. Đấy đấy. Nó không không một đánh trước bác là ấy nó bác lên đấy. Thế sao thế thích trò gì bắn bùm bùm á? Sợ sợ đi xe ô tô. À. Nhưng mà bắn bùm bùm mà thứ nhưng mà thích lại vẫn thích đi ô tô hơn là thích bắn bùm bùm cái gì? Bắn ô tô. Thế bây giờ không thích chăn cá nữa rồi à? Không. À nhưng mà tí hát cho bác nghe bài nhỉ. Tí hát đi. Đúng rồi. Tí hát bài gì, cháu yêu chú bộ đội nào. Đúng rồi. Thế nào nhỉ? Tí hát bài gì? Tí hát bài gì? Con sáu. À đúng rồi. Mãi chơi hát được. Con sáu. Nếu mà nó không hát thì bố phải ngừng lại thì bác phải dừng lại đấy. Tí là bài thơ yêu mẹ nào. Tí yêu mẹ. Đúng. Mẹ đi làm. Đúng. Từ sáng sớm. Đúng. Ngôi thì cá, anh kè má, mẹ yêu, ơi mẹ ơi, kêu mẹ gái. Được rồi, được rồi. Là phải thôi, là hát bài đi, hát bài cháu thương chú bộ đội nào. Cháu thương chú bộ đội này. 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 Cháu thương chú bộ đồng chí Tí đã được đấy. Thôi chờ chờ ông Vinh về lại nhá. Đồng chí Tí thế là được rồi đó đấy. Đánh trước nhá. Từ mỗi hai bài đấy là thuộc nhất thôi ạ. 66 bài đánh trước. Lâu rồi đấy. Đấy cái bộ nhớ nó cũng chỉ có đến thế. Không, tạm thời đến thế thôi. Tại vì em quên cho nên em không nhắc lại cho nó được đâu nhá. Nó cũng quên lúc. Tí đi ô tô không phải vào siêu thị đấy. Đi lái, mình lái lắc thế. Đấy, lắc đầy bạn này. Đấy lái thế là hơi lụa đấy. Ôi trời, chơi gặp bạn đấy. Chơi gặp biển đấy, tập trung vào chứ. Thế sao hỏi anh Việt anh dạy cho em thì. Đấy, chị Bình Chi ngồi trên màn hình kia kìa. Ôi, sao lại đâm kia. Ôi, tôi nhớ hình nào, có cái trò Asterix mà anh ấy kể cho. Với cả Obelix các thứ coi như là chơi. Cô bóc cho cháu ấy. Cô bóc cho cháu nhé. Cháu này có thích không? Dạ. Bây giờ cô UFB lại nhỉ.